Thọ, Như Nguyễn và Phương Linh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và các bạn nhỏ đang xem chương trình Đối thủ xứng tầm nhí. Kính thưa quý vị, phải nói đây là một game show, là một sân chơi mà dành cho tất cả các bạn nhỏ để kích thích cái tư duy, kích thích sự vận động nhanh nhẹn của mình trong cuộc sống nè. Đúng vậy, và Phương Linh thấy là đây là một sân chơi không phân biệt là nam hay là nữ, hay là các bé có thể là giỏi môn này hoặc là giỏi môn kia, tất cả đều có thể tham gia chương trình này. Với một cái sân chơi được chuẩn bị sẵn như thế này, với những khối Rubik đầy thử thách cho các bạn, thì đây sẽ là một trò chơi mà mang đến rất là nhiều những ấn tượng và kỷ niệm cho các bạn nhỏ đó. Phía bên phụ huynh á, thì Nguyên Bảo thấy là có người thì cổ vũ rất là sôi động, còn có phụ huynh thì cũng đang rất là lo lắng, không biết là con em mình ngày hôm nay thi như thế nào. Thôi bây giờ để Nguyễn dành nữa hả? Tự biết thân biết phận rồi, để Nguyễn thì mời Nguyễn đi liền. Nguyễn đi bên này kìa. Ủa đi bye bye nha. Bye bye nha Nguyễn. Thưa quý vị, Như Nguyễn đang có mặt cùng với gia đình của các thí sinh trong phần thi đối thủ xứng tầm nhí ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn là hai đối thủ đầu tiên mở màn cho trận đấu của chúng ta sẽ là hai anh bạn có tên rất là thú vị. Đó chính là Quý Chiến và Văn Công, hai chàng trai chiến công thưa quý vị. Bây giờ đây thì mình sẽ cùng lắng nghe gia đình của Quý Chiến nha, với những cái chia sẻ dành cho cậu bạn này. Bởi vì ngày hôm nay đến đây cổ vũ thì còn có mẹ và cả ông bà của Quý Chiến nữa. Dạ, xin được chào chị ạ. Cảm giác của chị bây giờ trước khi con bước vào cái phần thi ngày hôm nay như thế nào? Thấy lo lắm. Dạ. Không biết là ở nhà mình thì Quý Chiến đã có một cái sự chuẩn bị về thể lực hay là về cả những cái chiến lược cho cái phần thi ma trận này không chị? Dạ, thấy bé cũng đi tập thể thao á nên cũng không biết, nay bé kêu mới biết. Vậy chứ bình thường ở nhà thì bé mình luyện tập thể thao để mà rèn luyện sức khỏe thì là thể thao bộ môn nào? Môn thể dục với xe đạp, chạy xe đạp, môn võ, đá banh. Dạ, xin mời bà chia sẻ một chút xíu về cái sự chuẩn bị của Quý Chiến cho cái cuộc thi đối thủ xứng tầm nhí ngày hôm nay. Cháu cũng về kêu ngoại để cổ vũ cho con. Cái gì nó cũng về tâm sự hoài hoài. Rồi như này con thi đó hoài hoài đi với con nha ngoại. Cái nó bẻ ngoại cho ngoại đi. Đâm hơi lắm. Yeah. Thấy nó đòi đi đạp mà nó đi suốt không. Ngạnh nhật cũng không có nhà con đi. Đi đếc đi tập này tập cái kia ở trường á. Yeah. Như vậy là bé rất là đam mê thể thao, tập luyện thường xuyên nữa và lại hay tâm sự với ngoại. Thì không biết là đây có phải là lần đầu tiên mà ông bà ngoại đi theo dõi và cổ vũ cháu mình thi một cuộc thi như vậy không ạ? Đúng rồi, muốn đi cho cháu nó có thể là có sức mạnh để nó phấn đấu lên. Vậy bây giờ nè, ông bà ngoại cùng nói một cái lời chúc mừng, động viên như thế nào đến với cháu trai của mình đi ạ? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cảm ơn gia đình của Quý Chiến rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình của cậu bé Văn Công. Rồi, xin chào chào bạn. Bạn là chị gái của Văn Công đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em là chị gái của Văn Công. À, Văn Công của nhà mình thì bình thường là một cậu bé như thế nào ạ? Rất là năng động, sôi nổi, hòa đồng với bạn bè. Như vậy thì trong lĩnh vực học tập, thể thao hay là hoạt động cộng đồng, đâu là cái lĩnh vực mà Văn Công thích nhất? Lĩnh vực thể thao chị. Vậy thì Văn Công nhà mình là thường hay chơi bộ môn thể thao nào hả bạn? Bộ môn nào em cũng chơi hết á, nên là không phải là xác định chính xác được. Bộ môn nào cậu bé này cũng chơi thưa quý vị. Nhưng mà có bộ môn nào mà mang về thành tích, huy chương hay là có những cái giấy khen nào chưa? Bộ môn võ cổ truyền. Có vẻ như lại một chàng trai nữa với niềm đam mê võ cổ truyền. Thì liệu rằng ngày hôm nay võ cổ truyền sẽ giúp chàng trai này chiến thắng như những người bạn trước đây hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thi của Quý Chiến và Văn Công quý vị nha. Cảm ơn những chia sẻ đến từ MC Như Nguyễn cũng như là những lời cổ động từ phía gia đình dành cho hai bạn thí sinh ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì mời hai bạn ấy ra sân khấu nha. Xin mời hai bạn Văn Công và Quý Chiến. Khi mà hai bạn đứng sát lại với nhau thì Nguyên Bảo cảm thấy là chiều cao thì bắt đầu cũng là ngang nhau tiếp. Và trong vòng thi này thì cảm thấy là Phương Linh ơi, sao hôm nay cao vậy? Tại vì Phương Linh ngày hôm nay uống nhiều sữa. Không đâu, dở đôi giày lên coi. Đừng có nhìn giày. Quý vị, ở trước đó thì Nguyên Bảo có nói là Phương Linh ơi, Phương Linh cao mấy 59 thôi. Thì sau đó có thấy là buồn rười rượi tí xíu. Xong thì về ngày hôm sau quyết định là đi mua một đôi giày một tấc hai
và để hôm nay chờ cho bằng thí sinh đó minh chứng liền mang giày độn. Ủa Bảo, cái chuyện mà mang giày độn hay là không nó đâu có quan trọng bằng cái chuyện là hôm nay ai sẽ là người thắng cuộc, đúng không Bảo? Thì muốn chọc tí xíu cho vui thôi. Không vui hả? Không vui. Không vui thôi, quay trở lại với thí sinh của tôi nè. Quyết Chiến ơi, cái ma trận của mình là khó rồi, anh thấy nó khó đó, nhưng mà mình tìm là mình tìm cái đường đi ngắn nhất. Nhanh nhất để mình chiến thắng. Văn Công ơi, Văn Công ơi, chị thấy bên kia nỗ lực quá, em làm sao làm cho chị nở mày nở mặt nha. Dạ. Rồi, dạ thôi. Dạ là có làm không em? Có chứ, phải làm đúng không em? Dạ là có làm không? Dạ có, bây giờ thì em không biết làm gì ngoài sẵn sàng chơi thôi. Các bạn đã sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta còn chờ gì nữa. Mời hai bạn chúng ta quay trở lại vị trí điểm xuất phát của mình. Xin mời. Cố lên. Và bây giờ, màn song đấu ở vòng loại đầu tiên của hai bạn Quyết Chiến và Văn Công. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, nhường em. Chiến như vậy. Cố lên. Hai bạn rất là giỏi đúng không Bảo? Cố lên. Các bạn nhớ là chúng ta không được đi tắt, cũng như là không được đi xéo, cũng như là không được bước xuống cỏ nha. Bảo ơi, các bạn rất là tốc độ luôn đó Bảo. Ma trận khó nhưng mà Quyết Chiến là chiến thắng. Đúng rồi, không có, Văn Công là thể thành công. Quyết Chiến thành công, cố lên. Nhanh lên. Cố lên. Chiến ơi. Đúng rồi. Ma trận khó. Bình tĩnh, mình đang dẫn trước, em rất là bình tĩnh nha chị. Đúng rồi, thắng rồi. Chị ơi, từ từ. Cái phần thi của hai bạn rất là kịch tính luôn á. Linh cổ vũ mà Linh mời theo luôn á Bảo. Bảo muốn khang tiếng theo luôn á. Trời ơi, chạy theo mà hai bạn mà vừa vô một cái là Nguyên Bảo quay qua quay lại là hai khối rubik đầu tiên về đích rồi đó. Các bạn rất là tốc độ luôn đó Nguyên Bảo. Chắc là cả hai bạn đều là có tính toán từ trước rồi đúng không? Em thấy là ma trận ngày hôm nay như thế nào? Em thấy cũng khá là mệt. Nhưng mà ma trận ngày hôm nay có khó không? Dạ khó chị. Khó mà em đã hoàn thành trước chứng tỏ là em rất là giỏi đúng không? Còn với em thì em đánh giá như thế nào về ma trận của chương trình đưa ra ngày hôm nay? Hơi khó với dài quá. Hơi khó với dài là cái đường đi dài quá hả? Anh thấy mặc dù ma trận khó nhưng mà cũng không làm khó được em. Chúng ta chỉ thiếu một tí xíu thời gian đó thôi. Nhưng mà không sao, em đã chiến thắng được mình. Và em đã thể hiện hết mình rồi. Rồi minh chứng cho việc là mồ hôi đổ ướt cả mặt cả áo luôn. Rồi bây giờ hết mệt chưa? Hết mệt rồi thì bây giờ chúng ta chuẩn bị còn đến một cái vòng thi tiếp theo nữa. Vòng đó mới là quyết định chúng ta đi tiếp hay dừng lại. Kính thưa quý vị, như vậy là ở vòng loại đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được một tấm vé thông hành để đi tiếp ở những vòng loại sau. Và chiến thắng ở vòng này đã thuộc về đội của bạn Văn Công. Yeah! Về phía phụ huynh thì suy nghĩ gì? Chắc bây giờ phải nhờ kết nối đến từ Như Nguyễn nhé. Xin mời. Cố lên, Quyết Chiến ơi! Cố lên! Cố lên! Cố lên!
Dạ vâng ạ. Mẹ và ông bà ngoại đã cổ vũ rất là nhiệt tình như vậy thưa quý vị. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng thấy được là Quý Chiến cũng đã có những cái nỗ lực và có được cái thành quả nhất định với cái sự tham gia cho phần thi vừa rồi của mình. Thì mẹ cảm thấy như thế nào với cái phần thi của Quý Chiến ạ? Cũng hơi tiếc chút xíu. Nhưng mà bé tại nó mới bệnh mới nó hết á, nên bé còn hơi yếu. Dạ, bé bệnh mới hết. Dạ. Vậy thì với từng cái bước đi của con và từng lúc mà con nâng cái khối Rubik đó di chuyển cho tới về vạch đích thì lúc đó trái tim của người mẹ chị cảm thấy như thế nào? Thấy hồi hộp. Hồi hộp mà lo lắng. Dạ. Dạ. Vậy còn ông bà ngoại ạ? Thấy cũng hơi tiếc chút xíu thôi, nhưng mà thấy để cho cháu nó cố lên, nó cũng ráng xích nó. Bởi vì Quý Chiến vẫn còn một cơ hội nữa, Quý Chiến sẽ trở lại cùng với chúng ta trong phần thi vòng loại trừ phía sau. Cho nên ngay bây giờ đây, cậu bé sẽ bước vào trong để nghỉ ngơi. Dạ, là chị gái của Văn Công thì bạn cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là hạnh phúc với chiến thắng của Công. Nhưng mà phần thi vừa rồi là một phần thi rất là sát sao. Trong cái lúc mà bạn theo dõi hai thí sinh của chúng ta thi đấu á, thì cái cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào? Cảm thấy rất là lo lắng. Lo lắng cho Văn Công, sợ Văn Công sẽ không giành được chiến thắng. Hai đối thủ là sát sao với nhau, chắc có thể Công có một phần may mắn nên là mới vượt qua Quyết Chiến được. Vậy thì bây giờ đây, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho Văn Công và đừng quên cổ vũ thật nhiệt tình để mà chúng ta có được cái sự trở lại của chàng trai Quyết Chiến ở phần chiến thắng phần sau quý vị nhé. Ở vòng thứ hai này, các bạn đã chuẩn bị gì chưa? Và có quyết chiến đến cùng để tìm sự thành công hay không? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Quý vị đừng chuyển kênh quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn nhỏ đang quay trở lại với chương trình Đối thủ xứng tầm nhé. Như vậy là vòng 1 chúng ta đã trải qua rồi. Nhưng mà Nguyên Bảo thấy là trong vòng 1, hai bạn thí sinh chúng ta phải dùng cái từ là chơi rất giỏi luôn Phương Linh. Rất giỏi có nghĩa là giống như là siêu giỏi hả Bảo? Siêu giỏi, chắc có lẽ là trước khi đến đây là các bạn ấy đã xem những cái tập phát sóng trước cũng như là rút ra được rất nhiều kinh nghiệm rồi nè. Và rồi, tính toán rất là chi tiết. Nhưng mà Nguyên Bảo cũng nghĩ thêm một phần nữa. Sao vậy Bảo? Bên cạnh đó chắc là cũng phải có một cái người hỗ trợ về tinh thần và chỉ cho bạn ấy vài chiêu nè. Phương Linh cũng nghĩ như vậy. Bây giờ Nguyên Bảo có muốn biết là cái người đó chỉ cái gì không? Muốn chứ, tại vì Nguyên Bảo phải muốn biết để bây giờ Nguyên Bảo chỉ lại cho team của Nguyên Bảo chuẩn bị thi ở vòng thứ hai. Vậy luôn hả? Vậy thì bây giờ xin chào đón sự trở lại của anh Văn Minh Hiệp. Qua cái sự quan sát phần thi vừa rồi của hai thí sinh thì mình thấy là cái sự tiến bộ của các bạn đã theo dõi và đã lắng nghe những cái góp ý của những người đi trước và đã cải thiện được rất là nhiều cái thành tích của mình. Và mình rất là có lời khen đến bạn Văn Công, bởi vì bạn đã tìm ra được đường đi mới, giống như những gì mình đã thường nhắc nhở các bạn, đó chính là phải biết phân phối sức lực, phải biết sáng tạo, tìm ra những cái con đường mới để mình giải nhanh hơn đó, và làm cho chúng ta đạt được thành tích cao hơn. Thành tích của bạn Quyết Chiến thì bạn đã dùng khá nhiều sức ở những khối Rubik đầu tiên, và càng về sau bạn rất là mệt mỏi. Thì trước đó mình đã giao lưu với các bạn rất là nhiều. Mình đã chia sẻ với các bạn là trước khi thi chúng ta hãy khởi động thật kỹ vào, hãy chuẩn bị một tâm lý thoải mái. Và khi thi phải biết phân bố sức lực của mình, đừng phí sức quá, đừng có đẩy mạnh quá rồi để rồi bị lệch ra khỏi cái đường đi ma trận của mình, để rồi sau đó mình mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa. Cảm ơn Hiệp. Và bây giờ xin chào đón hai bạn chơi trong vòng loại thứ hai này. Gia Huy, Thành Vinh. Thành Vinh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 14 tuổi. 14 tuổi. Dạ. Còn em? Dạ em tên là Ngô Lâm Gia Huy, năm nay 14. Năm nay cũng 14 tuổi luôn. Ngang tài ngang sức Bảo ngang ha. Ngang tài ngang sức, chiều cao ngang nhau. Đó, trời ơi, anh hỏi cái nè, đứng ở trong kia làm chi mà lấy mấy cái bông gắn lên đầu làm chi vậy em? À bông may mắn hả? Phải bông may mắn không? À rồi, xuống. Bây giờ chị nói với em là em hãy tự tin cho bản thân mình và hãy cố gắng tìm được một cái đường nào mà nhanh nhất trong cái ma trận này để thắng bạn kia là được rồi chị. Rồi nếu như mà thua là chị Linh cũng chịu trách nhiệm luôn. Hai đứa mình cùng chịu trách nhiệm em ha. Rồi vậy bây giờ hai đội chơi bắt đầu vô đây. Bắt đầu. Và trận đấu ở vòng loại tiếp theo. 3, 2, 1 bắt đầu. Cố lên. Cố lên Thành Vinh, cố lên. Cố lên, cố lên, em đang dẫn trước đó Thành Vinh ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên, 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 cố lên.
đội của bạn. Đội của Phương Linh đó. Tiếp theo của Linh, Phương Linh ơi. Nè, cố lên. Nhớ là không được phạm luật nha. Các bạn nhớ là tính toán đường đi cho thật kỹ và không được phạm luật đấy nha. Cố lên. Đúng rồi. Chúng ta không được bước xuống cỏ, như là không được đi kéo. Rồi. Như vậy là cả hai đội chơi đã về đích được hai khối Rubik đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn 4 khối Rubik nữa thôi. Bảo ơi, Bảo thấy là hai trận ngày hôm nay như thế nào? Thật sự là với Bảo là hai trận lúc nào cũng khó hết. Tại vì nếu như mà khó thì chúng ta mới đòi hỏi được cái tư duy của các bạn. Các bạn suy nghĩ ra để giải đáp cái hai trận này chứ. Nghĩ là ai sẽ là người chiến thắng ngày hôm nay? Chắc chắn là đội của Bảo rồi. Chắc chắn là đội của Linh rồi. Cố lên, chiến thắng. Em cảm thấy cái ma trận lần này như thế nào? Khó nhưng mà anh thấy em đã giải được hầu như là chúng ta đã đi được 5 khối Rubik rồi đó. Dạ. Và bây giờ cảm thấy hài lòng với phần thi của mình chưa? Dạ không, nhưng mà em sẽ cố gắng trong vòng thi kế tiếp. Đó. Những chia sẻ và những cảm xúc của tất cả các bạn thí sinh phải nói là hết sức là dễ thương và chân thật ạ. Và đó là những suy nghĩ của tất cả các bạn. Vậy còn phía gia đình thì phụ huynh nghĩ gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ từ MC Như Nguyễn nhé. Xin mời Như Nguyễn kết nối cùng với gia đình ạ. Như Nguyễn xin được chào đón tất cả quý vị khán giả. Thành Vinh đã là người chiến thắng đầu tiên. Và Như Nguyễn nghe được người chị gái của Thành Vinh nói một câu dễ với nó, phải không chị? Chị cảm thấy như thế nào với phần thi của Thành Vinh vừa rồi ạ? Dạ, qua phần thể hiện của Thành Vinh thì em thấy em của em thì nó không có tốn quá nhiều sức đối với phần thi này. Wow, không tốn quá nhiều sức. Vậy phải chăng là với ma trận ngày hôm nay mà Thành Vinh trải qua là rất là vừa sức và rất quen thuộc hay như thế nào? Đây là cũng là lần đầu tiên em Thành Vinh thi, nhưng mà tại vì em cũng ở nhà cũng có tập luyện nhiều về thần sức nên là nó không có quá sức đối với em ấy. Như vậy thì xin được cảm ơn những chia sẻ của gia đình mình. Và chúng ta cũng thấy được rằng việc tập luyện sẽ đem đến một kết quả tốt hơn cho chúng ta. Còn với gia đình của Gia Huy à, anh trai của Gia Huy cảm nhận như thế nào với cái phần thể hiện vừa rồi của cậu bé? Phần thi vừa rồi có thể nói Gia Huy nó đã làm rất tốt công việc của mình. Bé ở nhà dù có tập luyện nhưng mà đây là chắc cũng là một phần thi khó khăn. Tại vì đây là lần đầu tiên bé chơi cho nên cảm thấy là chắc là bé lúc vô bé cảm thấy bối rối và hoang mang cho nên là bé tốn rất nhiều sức lực trong mấy cục Rubik cuối. Phần đầu bé rất là sung sức tại vì lúc vô bé đã hứa anh là sẽ phần thi hoàn thành hết sức mình để không uổng phí những ngày tập luyện của bé. Và rõ ràng chúng ta thấy là Gia Huy đã hoàn thành hết sức mình để mà có thể đưa 5 khối Rubik trở về đích quý vị ạ. Và Gia Huy sẽ còn một phần trở lại nữa, chỉ cần sự cổ vũ của chúng ta không ngừng nghỉ dành cho Gia Huy để chàng trai này cố gắng hơn và sẽ gặt hái được chiến thắng. Và một lần nữa xin được chúc mừng Thành Vinh rất nhiều ạ. Tiếp theo chúng ta hãy đến với vòng loại trừ thứ 3 và cũng là vòng loại trừ cuối cùng để chúng ta tìm ra một chiếc vé may mắn duy nhất thôi để các bạn có thể thông hành và đi tiếp ở những vòng đấu sau này nữa. Và trước khi đến với vòng thi này thì tất cả quý vị chúng ta cũng đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nhỏ, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Đối thủ xứng tầm nhé. Bảo ơi Bảo, bây
giờ đây là vòng thứ ba cũng như là vòng cuối cùng rồi. Bảo có thể cho các em ra sớm hơn được không? Tại vì Phương Linh nhận thấy là không khí ở đây đang rất là nóng, mọi người đang rất là hồi hộp và các bạn thí sinh cũng đã chuẩn bị rất là sẵn sàng. Trời đất ơi, cái gì mà tôi chưa kịp nói là bây giờ muốn thi liền luôn đúng không? Đúng vậy. Muốn thi liền thì mời các bạn thí sinh ra liền ở đây cho tôi. Dạ, bây giờ xin chào đón sự trở lại của Gia Huy và Quyết Chiến. Gia Huy đã rút được kinh nghiệm, Gia Huy đã sẵn sàng chưa? Dạ. Bây giờ mình có một cái chiến thuật gì mới không? Dạ, dạ không luôn hả? Cái vậy? Xài chiến thuật cũ luôn đúng không? Đó, còn Chiến, ở bên đây Chiến có xài chiến thuật mới không? Cũ luôn. Cũ luôn, nhưng mà có tính đường đi mới không? Không. Không luôn. Không tính luôn. Nhưng mà có tính là bây giờ chúng ta quyết tâm hơn lúc nãy không? Dạ, quyết tâm hơn. Quyết tâm hơn, được. Vậy nha, thì Gia Huy, Gia Huy cũng phải quyết tâm hơn nha Gia Huy. Dạ. Rồi quyết tâm hơn, bây giờ thi liền đi. Thi liền đi. Thi liền, vô, 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 nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vô. Mau lên. Các bạn cổ động viên đã sẵn sàng, thí sinh sẵn sàng. Bây giờ thì 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Cố lên Gia Huy, Gia Huy ơi, cố lên. Ma trận thì lúc nào cũng khó hết. Nhưng mà quan trọng là tất cả các bạn chúng ta đã tìm ra được cái hướng giải quyết là làm sao là phải tư duy nhất và đúng tìm vậy ra được cái hướng đường đi là nhanh nhất. Đúng vậy, ma trận khó nhưng mà cái cách mà để mình chọn cái hướng đi nào còn khó hơn nữa thưa quý vị. Và bây giờ, cố lên, bắt đầu tiên đã sẵn sàng. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ma trận mặc dù có khó nhưng mà quan trọng là tất cả các bạn chúng ta chọn đường đi là nhanh nhất thôi. Đúng vậy. Cố lên, ai thôi luôn biết rồi. Một phần đấu quyết liệt giữa một cậu bé Gia Huy quyết tâm và một chàng trai mang tên Quyết Chiến nhưng với tâm trạng rất quyết thắng, thì chúng ta cũng đã tìm thấy được người chiến thắng ở vòng thi thứ 3 này rồi ạ. À. Và không biết là bây giờ đây tâm trạng của gia đình mình đang như thế nào ạ? À? Rất vui mà hồi hộp. Dạ. Ông ngoại ơi, con thấy là ông ngoại cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Thì vừa rồi ông ngoại nhận xét cái phần thi của Quyết Chiến nhà mình ra sao? Cháu cũng rất là ráng cố gắng cho ông ngoại vui. Dạ. Cả gia đình của mình đang rất vui thưa quý vị. Còn với gia đình của Gia Huy thì anh trai của Gia Huy cũng đã cổ vũ rất là nồng nhiệt trong lúc mà Gia Huy thi đấu. Và đặc biệt là như Nguyễn thấy là khi mà Nguyên Bảo và Phương Linh thông báo là kết thúc cái trận chơi này thì ở đây anh trai của Gia Huy cũng đã kêu tốt rồi. Như vậy thì mình cũng đã thấy được những nỗ lực của Gia Huy trong phần thi này đúng không ạ? Dạ đúng rồi, phần thi cố gắng của Gia Huy cũng đạt đến kết quả của em. Em đã cố gắng hết sức mình để không uổng công em đã tập luyện và có thể nói sân chơi này cũng giúp cho em được nhiều hiểu biết để rèn luyện sức khỏe hơn, để em có thể tập luyện sức khỏe để hoàn thành những công việc khác. Dạ, em đã nỗ lực rất là nhiều đúng không ạ? Và em cũng đã đạt được những cái thành quả nhất định. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho những chàng trai với nỗ lực xuất sắc vừa rồi. Và chúng ta cũng xin được chúc mừng cho những đối thủ xứng tầm nhí của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ đến từ gia đình của hai bạn thí sinh. Xin cảm ơn hai em cũng như là xin mời hai thí sinh còn lại và quý vị phụ huynh cùng ra đây để chia sẻ cảm xúc ngày hôm nay. Yeah, xin mời ạ. Và ngày hôm nay thì Nguyên Bảo, Như Nguyễn cũng như là Phương Linh
Một lần nữa cảm ơn tất cả các thí sinh chúng ta cùng đến đây để tham gia vào cái sân chơi của chương trình Đối thủ xứng tầm nhí này. Hy vọng đây sẽ là một sân chơi mà giúp cho tất cả các bạn có thể là giao lưu với nhau nè, học hỏi nè, đặc biệt sẽ là những cái kỷ niệm vô cùng khó quên của các bạn ở thời trẻ như thế này. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình phát sóng tập này cũng đã khép lại. Nguyên Bảo, Như Nguyễn và Phương Linh gửi lời chào tạm biệt cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 19 giờ thứ năm tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.